hay xin cho người và chỉ một người để trở lại với channel của ta, và ta là tụt trí TV. Mà cứ nếu có người bật nghe không rõ thì có người làm ơn chính tốc độ lại 0.5 để nghe cho đọc rõ. Các người có biết hôm nay là ngày gì không? Theo như ta biết thì hôm nay là ngày 21 tháng 7, Free Quân Hy như qua tận nhất từ trước đến giờ nào chơi Liên Quân đi. À mà thôi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhờ nhau đi nhập gift code nha. Gift code này sẽ giúp chúng ta nhận được Lumia Hồng Hoa Hậu. Nếu những ai chưa biết nơi nhập gift code thì mình sẽ hướng dẫn. Các bạn thao tác như sau: nhấn vào một sự kiện ở phía đầu cùng bên phải của sảnh chính game Liên Quân Mobile. Sau đó ấn vào mục thông báo và cuối cùng là nhấn vào nhập gift code. Nó sẽ chuyển bạn tới một cái trang nhập gift code nhận quà khủng. Nếu các bạn chưa nhìn kỹ được cái gift code này thì tôi có dán nó ở phía bên dưới phần mô tả và phần bình luận đó. Các bạn có thể tham khảo ở bên dưới video này. Và chúng ta nhập gift code thôi. Sau khi nhập xong gift code thì chúng ta sẽ có thông báo đã được xong và xác nhận thoát ra về lại sảnh chính và nhận quà bằng cách là nhấn vào một hòm thư và nhận được Lumia Hồng Hoa Hậu. Video clip ngày hôm nay của Clip TV đã kết thúc. Nếu thấy hay các bạn nhớ ấn like, share và bình luận. Và đừng quên là nhấn đăng ký kênh để nhận những thông báo tiếp theo của Clip TV. Cảm ơn các bạn.